Công an quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng vừa tạm giữ đối tượng tên Dương Văn Tuấn 20 tuổi để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, Tuấn và bạn gái tên Ngô Thị Hải Yến có mối quan hệ yêu đương, nhưng do hai người thường xuyên cãi vã, Tuấn suy nghĩ tiêu cực nên đã đi mua một chai axit. Sau đó, đối tượng rủ Yến đến một khu biệt thự rồi lấy axit tạt vào người nạn nhân rồi tự đâm dao vào bụng mình để tự tử. Hậu quả, Yến thương tích 21%, rất may mắn cả hai được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.